Nông trại Hồng Yến xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay em tiếp tục đứng tại vườn nho Hạ Đen không hạt tại farm Hồng Yến. Thì như những đoạn video trước em đã quay, thì từ hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm tính từ lúc mà nuôi cành đến thời điểm bấm cành và đến giai đoạn 3 ngày tuổi, 7 ngày tuổi và 10 ngày tuổi, thì hôm nay là ngày 29 tháng 5, thì cây nho đã được 19 ngày tuổi. Thì như các anh chị đã thấy là có những cành nho nó tầm khoảng 20 phân, và có những cành nho mà phát triển tốt thì đã được 50 phân. Thì giai đoạn này thì mình sẽ chăm sóc như thế nào, thì xin mời các anh chị hãy cùng mình đi đến gặp ba của mình để cùng chia sẻ những kinh nghiệm vào giai đoạn cây nho được 19 ngày tuổi. Dạ, con xin chào ba. Xin chào con. Thì hôm nay con quay một đoạn video thay mặt các anh chị trồng nho trên cả nước. Hôm nay thì nho đã được 19 ngày tuổi, thì ba đang tiếp tục làm công đoạn gì, có thể chia sẻ cho con và các anh chị cùng theo dõi để được biết, để được kinh nghiệm giai đoạn nho được 19 ngày tuổi. Rồi đây. Dạ, vậy là phân đây là phân gì và phân này là coi như là xin chào các bạn, là hôm nay nho Hạ Đen của tôi là 19 ngày tuổi, là đem bón thúc cho cây nho Hạ Đen. Là phân này là phân tím của đất đó, phân tím của đất đó, là tôi đang bón đó. Bón phân tím của đất là trong giai đoạn này là còn bón cho cái đột bông nó mạnh, mà nói chung nho Hạ Đen này nó rất mạnh đó, các bạn thấy. Wow. Yeah. Đó, cành hai bông, bông hai bông đẹp. Hay không? Dạ. Đó, giờ rất là cao. Coi nó rất mạnh. Bây giờ trong giai đoạn này bón cho thêm, là bón thúc cho cái bông cho nó mạnh. Đó, ngọn nó phát triển đi. Đó. Giai đoạn này hiện nay cái tỉnh tôi là thời tiết đang nóng. Dạ. Đó, rất nóng. Rất nóng 38-40 độ. Đó, mà cây nho nó cũng vẫn đó, các bạn thấy là cây nho nó vẫn đi ngọn bình thường đó. Wow. Giống nho Hạ Đen này nó rất mạnh, một cành này là ra ba mắt ngủ. Wow. Đáng lẽ là tôi lấy hai mắt thôi. Dạ. Nhưng mà cái này còn bông quá là tôi còn sót, lấy chừng nó còn sót phải lấy ba cành. Nếu mà mình không lặt thì cái cành này ba cành thì đã được 6 bông, thì liệu nó có nuôi nổi không ông ba? Chung là nho sung á là mình nó cũng nuôi nở hết. Nếu nói ra là phải lấy độc cành này là hai cành hơn. Yeah. Đó, ở trong là cái lúc 7-8 ngày tuổi là tôi hướng dẫn các bạn là lật bỏ trong hết rồi. Bây giờ chừa, đáng lẽ chừa phải hai cành hơn. Chứ yeah, không có lấy đến ba là nó cũng tỷ lệ đậu quả là sau này nó lớn trái nó cũng ấy, nó cũng không có lớn trái được. Phải dạ, lấy hai thôi. Dạ, vậy ba cái nghĩ cái có chia sẻ là phân đất này là có thể nói rõ thêm là cái hàm lượng NPK của nó như thế nào. Ví dụ như mà ở các tỉnh mà các anh chị không có loại phân này thì mình có thể sử dụng những loại phân khác được không? Và mình sử dụng những loại phân nào? Không, phân tím này là nó cũng công thức nó cũng như 20-15 TE á. Dạ. À, công thức nó vậy thôi. À, các bạn bỏ phân này là trong giai đoạn này là rất tốt. À, còn nếu mà các bạn ở mà những cái tỉnh khác không có phân này á, thì chẳng hạn như tím Mỹ cũng được, tím Mỹ á, cái tím của Mỹ á cũng có. Dạ, là của Mỹ sản xuất không mà? À, của Mỹ á. Tím Mỹ cũng có mà Đức cũng có đó, nói chung hai cái hàng này là trên thị trường bữa nay cũng tỉnh nào cũng có rồi, chứ nói chung là
Không có. Dạ, và liều lượng mình bón từng cây là như thế nào? Nhưng nếu mà tôi trồng đúng đây là một sào. Một sào, nhưng mà cách gốc á, hầm cách hầm gốc cách gốc là 20 vuông. Đó, là dạ. Một sào tôi bón là có 20 kg thôi. Dạ, một sào là trung bình bao nhiêu cây? Để có gì con chia ra một cây là khoảng bao nhiêu gram? Một sào này là nó cũng khoảng gần 200 cây. 200 cây là cái nế ba kêu là 20 kg hả? 20 kg. Vậy là trung bình thì cũng một gốc là 100 gram. Ừ. Là tầm khoảng một lạng. Là mình rải cái thóc mình bón phân là coi trước tiên là con thấy theo nước, đã có theo nước đầy hết rồi. Và mình rải đều xung quanh gốc hả ba? Rải đều. Ừ. Đó cũng đây là tôi làm hầm theo nước hầm. Đó các bạn cứ rải đều vậy là được. Đó, đi đều. Đi đều đừng có rải một chỗ. Cứ đi đều hết hầm là được. Dạ, còn thời điểm này á thì con thấy nhiều cái bông này có râu này. Đó, rồi nó có chi này, là mình có xử lý gì hay không? Có chứ. Các dạ, bạn đây, là râu, nếu mà nó râu nho này. Cái bông nó có râu gì? Dạ. Các bạn lên lấy kéo á. Đó, lấy kéo nhấp cái râu này. Dạ. Đó, còn rồi như đây. Chẳng hạn như cái chi này. Dạ. Đó, ngắt. Đó, cái chi đây nữa. Ngắt. Wow. Ngắt bỏ. Toàn đó. Là một cành trung bình là để cái mồm một bông nó xuông vậy thôi. Dạ. Bỏ đây. Cái chi. Đây. Là đó. Còn mấy cái râu của nho. Là giai đoạn này là mình chuẩn bị bắt đầu là cột cành. Không, giai đoạn này là cũng gần cột cành. Dạ. Nhưng mà cho nó đi ra thêm chút nữa khoảng 10 lá đến 12 lá. Dạ, để tránh hiện tượng là bị gãy. Đó. Cón bị gãy. Cái này là chưa cột được. Dạ. Bông nhìn đó là đã. Nó ra khoảng 10 lá đến 12 lá là các bạn mới cột. Dạ. Đó, mới cột được. Rồi còn giai đoạn này thì mình phân bón thì ba đã chia sẻ rồi, vậy là còn thuốc. Thuốc để phun vào cây nho thì giai đoạn mùa nắng nóng như thế này thì mình cần phải phun những loại thuốc nào để phòng các bệnh thường gặp của cây nho mùa nắng? Thì nói chung mùa nóng này là mình cũng không có cần phun nấm nhiều. Dạ. Đó, mình sợ con bò trĩ thôi. Đó là các bạn cứ ngừa con bò trĩ, mà nho cỡ này thì các bạn nên cộng với thằng ALS á. Dạ. ALS. Đó lại trời nóng á, ALS là nó lưu dẫn. Dạ. Đó, nó lưu dẫn hai chiều. Và các bạn xịt ALS với lại cộng với thuốc ri á. Thuốc ri là có những cái loại thuốc nào ba? Thuốc ri là nếu mà các bạn xịt thuốc ri là nó có, bữa nay nó có bán trái cà chua á. Cái cà chua mà cái hũ một hũ nó 250 á. Dạ. 250 á. Cái đó là cái trái cà chua mà loại hũ á. Dạ, cái đó cái tên của nó là Ariane hay là sao ta? Không. Nếu mà các bạn thịt Aladan á. Dạ. Aladan cũng được, Aladan là gói. Gói là nó cũng là trái cà chua. Dạ. Đó, chua có ngừ hai cái tay bỏ lên đó. Aladan cũng được mà hũ cũng được. Dạ, là còn chua chát hả? Hay là phượng hồng lửa thì mình có thể thay đổi thì, tại những loại thuốc đó thì con cũng nghe cũng đã tìm hiểu qua thì nó cũng có trị con bò trĩ, là mình cũng có nên sử dụng những loại thuốc đó không ba? Thì các bạn nếu mà đừng ri là các bạn đừng có xịt một loại. Dạ. Và các bạn cũng nên đỡ là chẳng hạn như phụng hồn lửa. Dạ. Cái phụng hồn lửa cộng với cái gói trù cát á. Còn liều lượng của nó, liều lượng của nó thì như thế nào? Liều lượng của phụng hồn lửa là một bình 25 lít là 15 mi. Dạ, là cũng trên 15 mi rồi cộng với một gói trù cát. Đó là hai thứ đó là trị đi rất rất hay á. Dạ. Đó. Thì mình phải đảo qua đảo lại chứ mình đừng có xịt một loại. Mình xịt một loại là nói chung nó thuốc nào cũng vậy, là mình xịt một thứ là nó lờn thuốc. Đó, vậy. Giờ nhìn nho ra ho đó đã.
giai đoạn này mà mùa nam mà Đó, thì với cái sản lượng nho giai như đoạn thế này này thì là tôi cũng giống là niềm mơ ước của nhiều nông dân của tỉnh Ninh Thuận và các anh em các tỉnh. Đây đây. Để nho nó nở hơi không đều ha ba. nói chung mùa nóng này thì những cái cành mình lấy ra một chút á thì nó nứt nhanh, Dạ. mà những cái cành mình lấy hơi nó hơi cứng chút á thì nó chậm nứt, thì nó cũng không có đều, Dạ. nói chung là nó mang bông là được, để từ từ nó ra là nó cũng đi ngọn đều thôi, đó, nói vậy. À, mấy cái thân dưới đây nó có cái thân nách rồi dưới đây nè các bạn lại bỏ hết đó, mấy cái thân dưới nách á nó xung á, nó hay thường thường nó hay nứt mấy cái thân dưới nách á đó, đó như này các bạn bỏ hết đó cho nó tập trung nó đưa lên trên. Dạ rồi, vậy là con thay mặt các anh chị yêu thích cây nho, cảm ơn ba đã chia sẻ những kinh nghiệm hay và chăm sóc cây nho hạ đen giai đoạn 19 đến 20 ngày tuổi. Và ở những video tiếp theo thì con cũng sẽ quay những đoạn video tiếp theo để ba cùng chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay và cây nho giai đoạn 25 ngày tuổi và 30 ngày tuổi để cho các anh chị đam mê và yêu thích cây nho được biết và có thể được trồng và tự tay chăm sóc những cây nho mang trái thật là hiệu quả ở các tỉnh. Dạ rồi, vậy có gì con quay những đoạn video tiếp theo và chúc tất cả các anh chị chăm sóc những cây nho tại vườn nhà mình thành công nhé. Hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.